Chào mừng tất cả quý vị trở lại với Đồ Gỗ Văn 6, và hiện tại thì không khí đón Tết Nguyên Đán cũng đã đến rất gần. Ngoài đường thì mọi người cũng đã nhộn nhịp đi mua sắm các mặt hàng về đồ Tết như cây đào, cây quất, bòng bưởi, bánh kẹo, giàn nháy cũng đã được trưng bày rất nhiều để phục vụ mọi người. Người bán người mua tấp nập cũng tạo ra một không khí Tết rất hào hứng của năm 2021. Và Đồ Gỗ Văn 6 cũng để chuẩn bị cho việc mua sắm các sản phẩm về đồ gỗ trưng bày và sử dụng chào đón Tết. Thì Đồ Gỗ Văn 6 có trưng bày các mặt hàng ra phía bên ngoài trung tâm để phục vụ cho quý khách, tiện cho việc lựa chọn và mua sắm. Các sản phẩm đặc biệt của Đồ Gỗ Văn 6 để trưng bày gồm có các mặt hàng về đồ thờ, án dân thờ, sập thờ, lọ hoa, mâm bồng, các đài nến, bàn thờ thần tài, kệ tivi, tượng Di Lặc và nhiều sản phẩm về lục bình. Và trong video này thì tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các mẫu lục bình hiện tại đang có ở trung tâm Đồ Gỗ Văn 6. Và quý vị nào ở khu vực Thái Nguyên hoặc khu vực gần Thái Nguyên thì hãy đến địa chỉ số nhà 407 đường Hoàng Quốc Việt, trung thành phố Yên, Thái Nguyên để được tận mắt chiêm ngưỡng những cái sản phẩm về đồ gỗ. Như quý vị đang thấy trên video thì có rất nhiều lục bình được trưng bày ở phía bên ngoài. Như quý vị đang thấy trên video là một đôi lục bình có kích thước vừa phải và rất phù hợp với những không gian phòng khách. Đôi lục bình này được làm trên chất liệu gỗ xà cừ và phía bên ngoài có được đục tranh bốn mùa. Sản phẩm cũng đã được phun phủ PU. Những đôi lục bình được làm trên chất liệu gỗ xà cừ thì có những giá thành rất là hợp lý, rất là vừa với túi tiền của quý khách. Vì vậy thì Đồ Gỗ Văn 6 cũng đã bán được rất là nhiều những sản phẩm về lục bình gỗ xà cừ có đầy đủ các kích thước từ nhỏ đến lớn mà tất cả các quý khách đã lựa chọn.
Phần đế được thiết kế rất là chắc chắn. Như quý vị thấy, đây là một bộ bàn thờ được làm trên chất liệu gỗ hương. Ở phía bên trên là các phụ kiện đồ thờ được làm bằng chất liệu gỗ mít. Và bên cạnh là một đôi lục bình được làm trên chất liệu gỗ hương. Và chúng ta hãy đi xem chi tiết về sản phẩm đôi lục bình này. Những đường vân của gỗ hương rất nổi bật. Các sản phẩm lục bình về gỗ hương có giá trị kinh tế và có mức giá cao hơn so với gỗ xà cừ. Lục bình bằng gỗ hương sau khi đã qua quá trình phủ bóng PU thì có một màu sắc rất nổi bật của gỗ hương. Chi tiết từng đường vân. Việc sử dụng những đôi lục bình bằng gỗ hương ở phòng khách thì sẽ làm cho phòng khách trở nên sang trọng, lịch sự và tôn lên vẻ đẳng cấp của dân chơi đồ gỗ. Quý vị xem video nếu như thấy ưng và thấy thích đôi lục bình bằng gỗ hương và muốn sử dụng sản phẩm này thì hãy nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại của Đồ Gỗ Văn Sáu. Số điện thoại 0968 152 070 hoặc 0972 282 070 để được liên hệ đặt hàng.
Tiếp theo xin chia sẻ tới quý vị về một đôi lục bình khác. Và đôi lục bình này thì cũng được làm trên chất liệu gỗ xà cừ. Và chúng ta hãy cùng nhau đi xem chi tiết của đôi lục bình này. Vâng, và phía bên đây thì có rất là nhiều đôi lục bình được trưng bày ở đây. Có rất nhiều kích thước để cho quý vị lựa chọn. Và trong video này tôi vừa chia sẻ đến cho quý vị về các mẫu lục bình đang có tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Quý vị nào xem video nếu thấy hay hãy chia sẻ, đăng ký kênh và bật thông báo để được đón xem những video mới nhất từ đồ gỗ Văn Sáu. Và xin được kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.